À, các bạn thân mến, thì ngày hôm nay thì chắc có lẽ là Quyên sẽ chia sẻ về bộ sưu tập tóc của Quyên. À, có lẽ là ngày bình thường thì Quyên thường chọn những cái bộ những cái kiểu tóc đơn giản mà tóc mình đã có sẵn để đi chơi dạo phố. À, nhưng mà đặc biệt những cái lúc mà đi dự tiệc cũng như là những cái lúc mà xuất hiện trên sân khấu thì để như thế nào để mình có những cái bộ những cái kiểu tóc rất là lạ mắt để gửi đến khán giả đây, và đặc biệt nữa là những cái hình ảnh đó phải thật nhất và đẹp nhất. Thì Quyên xin chia sẻ đó là có những cái bộ tóc giống như bộ tóc dài như vậy thì thường là Quyên để Quyên đội nửa đầu, và bởi vì tóc mình thì nó cũng chưa có được độ dài, và đến khi mà nếu mà nối thì quá nhiều á thì nó sẽ không tốt cho cái chân tóc, và cũng như là nó cũng ảnh hưởng, nó làm cho mình rất là khó chịu. Nhưng mà có những cái bộ tóc như vậy thì những cái lúc mình đi tiệc mình có thể gắn lên và nhìn trông rất là thật, bên cạnh đó mình có thể uốn duỗi rồi cắt để có thể cái kiểu dáng nó tạo ra cho chúng ta là những cái kiểu tóc là rất là nữ tính cũng như là trẻ trung. Những cái kiểu tóc tém á, thì thường là mình sẽ mất thời gian rất là lâu nếu mà mình cắt đi và mình dưỡng lại từ đầu để cho nó dài ra. Vì vậy là những cái lúc cấp bách như vậy, và đặc biệt là muốn tạo một cái cá tính riêng cho mình, thì mình không cần phải cắt nhưng mà mình vẫn có thể độ những kiểu tóc giả. Thì ngày hôm nay thì như các bạn đã thấy là Quyên có một cái kiểu tóc mà người ta nói là để gắn. Quyên thường hay dùng là cái kiểu cái mái dài như vậy rời riêng ra, xong rồi sau đó là Quyên gắn lên trên phần tóc của mình. Thì Quyên sẽ nhờ người hỗ trợ cho Quyên, các bạn cùng theo dõi nhé. Thì Ngọc Quyên thì là một người mẫu có gương mặt rất là cá tính, sản phẩm nào Quyên đội vào rất là đẹp. Tại vì cái gương mặt của Quyên không có bị kén tóc giả, và với bất kỳ từ các kiểu tóc nào khi mà Quyên đội lên thì đều mang được một cái hồn cho cái sản phẩm đó. Đây đẹp quá Quyên, được á, quả được á. Để bảo quản những cái tóc này thường là Quyên có những cái, một là những cái mút như vậy, hai là những cái để móc những cái bộ tóc này lên để khi mà nó không bị gãy và nó cũng không bị ảnh hưởng đến những cái kiểu tóc, kiểu dáng của tóc. Mỗi tuần hoặc là gần cuối tháng á, thì sau những cái lần làm tóc thì Quyên đem ra tiệm và nhờ người ta hấp gội lại, hấp lại để giữ lại mái tóc cho thật là đẹp. Bởi vì đôi khi bạn thấy là mái ngang á, để cắt và khi mà dưỡng lại thì rất là lâu để chúng ta mới có một cái mái dài. Vì vậy là chỉ cần những cái sản phẩm mà tóc giả như vậy thôi thì chúng ta có thể tạo lên một kiểu tóc mới mà chúng ta lại không cần phải mất quá nhiều thời gian để nhuộm tóc. Và Quyên mong rằng là với những chia sẻ của Quyên cũng như là với những cái bộ tóc giả và rất là đặc biệt như vậy, thì những cái chia sẻ đặc biệt này có thể giúp cho tất cả các bạn gái của chúng ta sẽ ngày càng đẹp hơn. Và qua những cái cách như vậy, chúng ta có thể biết được bộ tóc nào là phù hợp cho chúng ta nhất.